Xin chào tất cả các vị khách hàng. Ngày hôm nay thì thẩm mỹ Ohio rất vui được đón chị Lan quay trở lại để mà điều trị cái tràm ướt bẩm sinh lần thứ hai chị nhờ. Đúng không chị Lan nhỉ? Thì chị Lan có thể giới thiệu đôi chút về mình hộ em được không ạ? Thì chị Lan năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 45 tuổi ạ. 45 tuổi. Và quê mình ở đâu chị nhỉ? Chị à, Thạch Thất. Thế là từ nhà lên đây cũng khá là xa, mình chạy có một quãng đường là cũng xa đấy nhờ. Thì lần trước thì chị đến đây là điều trị cách đây 1 tháng chị nhờ. Hơn 1 tháng một chút đúng không? Sau buổi điều trị đầu tiên thì mình có thấy khó chịu gì không? Không. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ tiến hành buổi trị liệu tiếp theo cho chị nhé. Thì cái này em xin phép là che mắt của mình lại. Đây là cái thiết bị để mà bảo vệ mắt cho mình. Em bắt đầu nhé. Có khó chịu lắm không chị? Không ạ. Ok. Rồi, có khó chịu không ạ? Không ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái đáp ứng của cái vùng tràm bớt của chị so với cái sóng laser bên mình. Sau khi bắn xong thì nó sẽ hơi ngã một chút về cái màu, nó hơi thâm, nhưng tuy nhiên về nhà sau vài ba ngày là nó sẽ, đúng rồi, nó sẽ tách ra và nó mờ hơn đúng không chị? Hôm nay là chị đi với lại em gái ruột luôn đấy ạ. Thế là em gái lại ngồi dưới tầng 2 để học online. Còn chị để lên đây để làm. Đi cái này ai cũng ủng hộ mà. Ai cũng ủng hộ, đúng rồi. Vì câu, đúng rồi, vì câu chuyện là mình đi có hiệu quả thì mình, đúng rồi, thì ai cũng thích thôi. Nên đi em ạ. Vâng. Nên đi. Đúng rồi, cái này là nên đi đấy. Nên phải đi chứ. Phải đi à? Chị Martin thấy trước kia là chị đi đâu nhưng chị đi đâu đấy, theo chia sẻ của chị Lan là nếu mà chị tìm thấy sớm hơn là chị đã đi sớm hơn rồi đúng không?